Giáo giáo sư sáng nay vừa online cái đã rủ Lan đi làm cái rồi, căng thật. Chuyện Trọng thường mà giật cả ngày. mình. Suốt ngày rủ Lan lên Sài Gòn làm cháo lưỡi Thế à? anh ơi. Kinh lắm. Chú gì nhá. nữa? Tôi không thích Ra anh đi ơi. ngủ nha. Hai đợt phun. Ôi cho lô đánh đi, rồi đánh hết đi. Đánh hết thì đàm nó to, đúng rồi. Đánh mà nhiều ta ghét. À khoan, ý anh là đánh full hết vào bot đấy hả? Tăng lại hỏi. Anh không chịu được. Ai bảo không chịu được? Không chịu được cái do hưu chứ. À, thể hiện đấy, để đẳng cấp chẳng hạn. Ôi, anh măng này đá kinh thế đấy. Ghê quá. Kinh luôn này. Nhưng mà mở hết con nào thì đánh boss bằng cái gì giờ? Kìa kìa anh ấy. Bật test kìa. Bật test kìa. Hay đừng hãy cứ đứng đây đợi đợi 3 phút xong rồi vào. Thôi đừng đứng chờ 3 phút giờ. Vào đi, vào luôn đi. Căng này giờ căng rồi. Hay quá, lướt luôn. Lát mấy anh cố gắng chạy cho em clear necrotic, không em không shoot đâu, có một đoạn không shoot. Phần nổ quá, đang phần nổ quá. Ôi chạy chạy mày, em không sút đâu, em không sút đâu. Chỉ cùng đau thôi chứ. Em được khác rồi. Anh kia đánh xong bích thôi rồi, anh kia khác rồi. Đấy anh ơi. Tôi đã phải khác cho anh. Thắng rồi, thắng rồi. DPS này vừa xong em vừa tham hẳn 20 luôn này ạ. 20 vừa xong em đi con lắc con bách ở DPS còn 5.000. 20 là 5.000 đi ạ. Vãi đều nhỉ. 5.000 là mạnh rồi. Hai con kia mỗi con đánh một con đánh 9.000 rưỡi, một con đánh 8.000. Thế mà cũng tham được 20. À, không đi đi rao nào. Như bình thường anh thì có cái bình thường. Lô nếu như anh bút tất vào là gì à? Nhiều đêm hết còn gì nữa. Đúng rồi, cứ bút vào đánh nhau to gì đâu, dễ. Gì phải nghĩ. Anh đi làm thì bao giờ có round gì. Cứ đến đâu thì full đến đấy thôi. Thấy con nào gọi thêm con nào. Nhớ nữa
em vừa đi xong thằng vua tank vua kia nó ép em vào cái nhóm đi đi 20 của nó luôn anh ạ. Được cả tuyển luôn đúng không? Tuyển luôn ạ, má thật. Nó bảo là lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy một con Saman đánh hay như mày. Nghe hợp lý không? Chắc nó đi kinh 15 nó thấy Mola ngọt nước thì nó pick vào luôn. Em bảo là đó vẫn như ngày xưa anh, cái gì đó. Thì em bảo là tao là thằng gà nhất ở trong khu của tao. Goes the anima. Claim your power, Maw Walkers. Đi con nửa đi con. À quên đi con lick. Cái sẽ chim của Ken chả có tiếng cả, nghe buồn đấy. Kêu mà cho tí tiếng game vào Ken đấy. Mở con anh ạ. Nó tanh ra nữa. Rồi, full rồi đấy. Đúng chưa? Đấy đúng rồi, phải có tiếng hay xem mới thích. Cái giống như kiểu xem phim 18 cộng mà Mew ấy, xem làm sao được. Ui, tuần này anh cô săn đánh mệt luôn. Đánh sướng luôn đấy, mệt đi. Con măng là con sướng nhất đấy, thao mà chít. Mà là cái gì? Đấy. Too far away. Sai. I'm out of range. I must get closer. I'm out of range. Anh em sói nó rồi sao nó đi. Dark magic coalesces here. Remove it at the source. Đánh anh tanh có chết đâu. Anh Sun bây giờ trên thành phố người ta toàn chơi thế thôi. Ui phần tô kìa. Úi giời. Go fuck. Tần giữa cũng phần tô. Kìa. Thế. Có tanh không? Có tanh không? Có tanh không? Chơi tí. Đánh chết 10 giây trước của anh. Hiu mạnh lên em. Mà vừa bốc phét xong chết. Nào được dăm ba con này. Thấy chưa? Anh em chết thế nào được? Mà tự dưng thấy mất tét. Power as your own.
Rồi anh ơi, rồi anh ơi. Ôi anh. Anh cái hai này sợ toàn luôn đấy. Bye bye nha, ai bảo chặt tay. Là mà anh đi kia này còn bị một cái bug, anh còn không qua được cái cửa này cơ. Thỉnh thoảng nó ra hai cục ọp liền đấy, thế là có một thằng nó vứt vào, xong một thằng kia nó lại cũng vứt một cái cục ọp vào nữa, thế cái cửa như kiểu nó bug luôn đấy. Vâng, vậy em chết là bị một lần. Nhìn thấy con tăng gấu ấy điêu nhỉ, thấy máu nó chả còn máu nó chả xê dịch một tí nào luôn đấy. Điêu chắc, mạnh, chắc là hưu mạnh. Em đi heal con này em không thể nhìn máu nó luôn nhá, em không thể nhìn máu con tăng tức là máu nó còn không giật xuống ấy để mà heal ấy. Thì đấy em bảo là em đi con này. Hết rồi. Vui tay bấm block cả em, theo xong. À mà con Fort May bấm nó cả Invi mà đúng không? Invi lâu á, 3 giây rồi anh. Mất đam chứ. Bấm Invi xong rồi Ken, em Ken sell luôn. Xong rồi Ken sell cái Invi đi. Có 3 giây thì nó mới mất hết được chứ. Em Invi là cái Mudred của em nó mất luôn rồi. Chà. Anh không chắc lắm đâu, nhưng anh nghĩ là nó sẽ giống như kiểu cái Invi là Mudred. Invi là Mudred đấy. Như kiểu con rock nó van ít thì là nó sẽ mất sạch fred hết luôn. Thì con mech anh nghĩ là nó cũng vậy. Tại vì cái mechanic thì nó cũng same. Cái gì nhỉ? Cái EV của con KMA thì mất hết luôn. Con pop này em không chắc. Thì hai con mech thì chỉ là nó khác spec thôi. Nó cùng một chiêu thì chắc chắn nó là same rồi. Khác một tí. Thế á? Nó khác cái gì? Con kia là nó EV ngay lập tức. Còn con này là sau 3 giây. Nó nhiều giảm thét dần hay sao? Không, ý anh nghe của cái F của nó, anh cái hiệu ứng của nó thế thôi, cũng là giải thích thôi. Mà không thì block, tại vì anh nhớ là con Fort May như là block được 2 lần đúng không? Dùng một câu snap. Đi full anh ơi. À, đi full đâu? Sao anh ngồi anh máu anh huyết áp nhanh thế? Bị dính thì bắp anh ăn đi. À xong lại còn bị dính cái bóng luôn. Sao bị dính rồi.
Ba bàn cát. Anh ấy đang nhận bóng rồi, nhận bóng rồi. Đi ban mà. Ôi có hổ rồi. Ai. Ông chết rồi. Mà music nó to quá. Có thể đánh con kia trước. Con nào em đi trước đi. Con Arena trước. Tại con đâu có cooldown đâu. Tại đâu có cooldown đánh đấy. Đánh con đấy ấy. Sự đánh con đấy mà. Đánh con hút mà. Ý là không, sợ không có hổ đánh cái bách to kia. Con này là easy. Thả anh sẽ tin không là thắng. Không có e-spy sợ gì bảo để đánh. Sợ anh cô săn mất DPS anh lại blame tanh luôn. Anh lại đi phu rồi này. Anh sẽ lại bóng đi phu. Khá to là Kama chứ đánh ra này. Nhưng mà Kama của anh để làm cái gì? Không phải đâu. Cái gì? Đánh được 4.000 nhờ, đánh được 4.000, phải ra được 4.000. Mở cơ đi. Kiểu cố tình à. I can't attack that. Không được cơ à. Ồ, oh, hay quá. Có khu đỏ là bóng nè. Thế để em full back kill luôn nha, em full back kill luôn nha. Vào luôn. Bắn nhá. Ở dưới anh em mình chơi từ đi vội. À, chú C bị kích ra rồi, nên là anh em chơi ở trên này. Em đứng gần vào chỗ em anh ơi, để em thả cái link ra cho anh sống nào. Không phải đứng xa đâu. Cần gì link anh? Mặt defensive sống thôi. Nào á. Đầu đấy, đừng đùa. Sao mà hết mana của em được? Em nhìn là vẫn còn 50% mana. Còn Ascendant kia lo gì anh em? Thoải mái. Còn hết anh, còn hết thì không bỏ chưa mất cái cung đàn. Góp đi đi 50.000 đem thì anh kiểu gì hả? Flash cho phần nổ Spy Pool luôn. Chết là gà. Bị hiệp nhỏ nó gõ. Gì anh ơi, anh em chết 20 mạng, hơn 20 mạng vẫn tham được, thoải mái. Bây giờ mới được có 4 mạng, thoải mái đi. Nghe kịch bản này quen thuộc lắm. Chắc tối em phải ngồi lại bui lại sát anh Nhật ạ. Em sẽ bui vơ lên đánh nhau khỏe. Điều vơ á? Vâng, có 10% vơ, yếu quá. Ôi, của em cái nào cũng 20%.
Tức là để lấy thêm đam đi hay là để lấy thêm heal? Có cả hai. Tại vì anh tưởng con Sammy là dùng Mastery chứ. Mastery là heal thôi. Rồi chứ. Tại vì anh nhớ là con Sammy là con cái Mastery của nó, tức là khi mà cái target mình heal ấy, máu nó càng thấp thì cái Mastery nó càng mạnh. Thì lấy cái đấy thì anh nghĩ là nó sẽ mạnh về heal hơn. Nó sẽ mạnh về heal nhưng mà nó không có. Thì, nếu mà tích cái đam thì lại build vợt với cả crit thôi, ra sóng. Còn nào cũng vậy. Crit em có sẵn rồi, chỉ bỏ ít mastery để lấy vợt. Ôi kiểu build mà gì cũng khỏe, đúng không? Cứ đóng vợt vào. Tại vợt nó tăng ôn. Cố gắng mà đi vét được khoảng 5.000. 5.000 là phải cả tank pool nữa mới được 5.000. Thì chính là con healer mà muốn đánh đam to ấy thì không phải do con heal đâu, mà là do team đánh phải hay cơ. Tức là team phải né được chiêu ấy, con heal nó ít cần heal thì lúc ấy nó mới rảnh tay để mà nó bắn. Đúng rồi. Nhìn cho ông tụt máu chứ tụt quân thì sợ. Thì thế, nhìn cái bọn nó đi kỳ cao ấy, mấy thằng healer thực ra nó có heal mấy đâu, nó toàn nhảy vào nó đánh cùng. Chỉ có mấy cái chiêu mà nó không thể nào né được ấy, thì nó mới heal thôi. Nhìn mà nó heal nhàn lắm. Đấy, đây này. Đấy, ông nào phong đồ gần chết cả đấy. Mà nó vừa bật chồng. Cái đấy thì tự bật potion, tự hồi máu. Tôi gì? Còn măng nó cũng tự heal được mà, tự đứng heal luôn. Chết đây. Cái này thua đây, căng lại. Ông sẽ tan. Sẽ tan như hết rồi. Vãi lều. Đánh boss là gà. May mà vẫn đánh thơ. Ủa, tắt được dead hả? Anh rất là... Làm cái cờ đi anh, cho nó tình cảm. Thôi sang bên này lấy cái cờ bên này đi được. Too far away. I'm out of range. I must get closer. Đi theo em anh ơi. Đứng vào đây, cứ đứng vào đây. Ai bắt được chạy. Thì đã sợ rồi. Wow, sợ vãi đập như stack. Em chạy trước. Trời, có cooldown đau đó bùn rồi, chán quá. Thế làm gì có đi. Để phun thêm con lửa nhá, đánh cho vui nhá. Ok,
anh lại đi dispel chính anh. I don't have a target. Em kích đầu cho anh đi rồi. Expel it with haste. Oh shit. Sao thì anh em chơi khó thì thêm một tí thôi sao đâu. Ờ. Em kích quả lại cho. Ờ giờ mới đi Ken không trách cái kích à? Không, em bị mất sao ấy, có mà. Giờ em mới nhìn lại tôi không thấy đâu. Ôi. Đang ngó không biết là sao. Bình thường có mà. Cái này các anh ơi. Người ta có, có điều kiện anh. Rồi gì anh hát này dẫn theo lũ con này. Lo thế ago rồi. Em cuốn cả con to á. Em cuốn cả con to á, anh hưu tất luôn đấy. Anh hưu mọi người nhá. Okay. Lắm. Có người chết, có người chỗ chết. Chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy? Chết nhanh quá anh ơi. I must get closer. I'm out of range. Ấy có anh cũng hấp hối nhỉ. Ủa quả đấy Ken đang bị stun mà cũng vẫn bấm được block á. Được ngay. Còn Fort Bay ở thế à? Nó nào chả thế. Cái đấy như kiểu bị gai xỉu quá. Cái cooldown bình thường của anh bị stun vẫn bật cooldown rồi. Đâu đang bị stun sao mà em bật cooldown được. Được có một chắc số chỉ có một số chiêu thôi. Một số chiêu như con rui này được này. Em chưa kịp lấy hết vào. Em chưa kịp phun hết. Mấy anh đã đấy rồi. Đấy tại mấy ông tay dài đứng xa. Rồi robot luôn nhỉ. Đúng rồi, anh có cooldown anh sợ gì. Ai chết thì chết. Sợ anh mang máu anh mang chút quá. Em không cần phải sợ, nhưng ngày xưa anh đi tăng ấy, ai mà chơi anh gà, anh cứ pull luôn cho 3 pack, hoặc thích thì 4 pack. Sau không ai dám chơi em gà luôn, anh hứa luôn, không thằng nào dám chơi luôn. Phải pull cho sợ thì thôi. Bỏ đi anh ơi, hết cooldown rồi. Lớt đi chứ. Mấy bốc cuối cũng được. Đấy do. Lớt con này ở nhà anh. Bốc cuối cần gì đâu. Thích thì lớt. Giờ cố ý mà. Nó ra là cố ý. Mà đến bốc cuối lại ngồi gãi. Bọt cuối này không qua được. Hết hổ anh. Đùa chứ nhớ ngày xưa đi Z ấy. Trong Z có một con Sammy không? Thế là bảo nó là vào full cái mày phải lớt luôn nhé. Nó ừ. Xong rồi vào pha chả thấy nó lớt đéo ấy. Xong một lúc sau nó mới lớt. Xong rồi đánh xong pha đấy hỏi sao mày lớt chậm đấy. Nó bảo là tao chưa có cooldown đây, tao chưa lớt. Thì đúng rồi. Đúng rồi, mình là người có lớp mà. Mình phải chờ cũng đang ở mình. Đây là rồi. Em đang chưa có rate. Anh hát trôn vé nghe, anh hát trôn vé. Chờ vé làm lại. Ok.
hai cái rune này, một cái đá này, một cái đá rồng này, nếu mà vẫn còn chết. Còn chưa tính cả cái biến bóng về đấy. Cái đấy thì hơi nâng cao quá. Ôi hay quá nhờ, có roi. Rồi đi hát thì kinh lắm. Mà sao anh có sợ lốc ăn ơ. Ôi cô săn lốc Hunter thì đi 20 luôn. Easy in time luôn. Măng nó sắp mạnh rồi, giờ phải tập đúng không? Đúng rồi. Mà măng lúc nào em thấy cũng mạnh đấy. Thôi sao anh em hát còn giả sư gì anh em, con măng hết đây nhá. Thế như season 1 có mạnh thật mà, có ai trêu đâu. Con măng giờ nó là top rồi gì. Bây giờ thì top rồi. Nhưng mà giờ nó mạnh hơn 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 cả xưa em ạ. Nhưng mà vào đi mấy đâu. Cái key mà pull nó to ấy, vào con măng nó đá con 70k, mình đánh như lòi mắt được 30 mấy k, nhìn chán vãi. Em đi cái deal the side con măng bớt lên 100k. Nó đá kinh lắm. Em thấy chúng nó đá nhẹ nhẹ được 50. Chắc măng nào hồi gì? Đang nói chúng nó. Đang nói măng nhà người ta. Ai vậy? Ôi, vai liều bấm chầm lúc. Em hello. Bấm chầm lúc đây kìa. Bấm một phát bay thẳng vào luôn. Phải dậy còn bắn mệt cho em nữa. Khoai nắm. Dậy đi. Wow, mất hết cồn đảo, mất hết rồi. Để mấy anh em xem nhau phết đấy. Bốn phút anh em đánh con này nè. Mà sao em đặt cái tên nghe nó buồn cười vậy? Ở trên em là giáo sư tình yêu, ở dưới thì lại là người yêu cũ là sao? Phải hiền như người yêu cũ anh ạ. Phải ra học thầy SSH mấy bài ấy chứ. Chạy mấy anh ơi. Thoát cầu xanh anh kêu báo. Để cho đứa anh nó còn vào nó chơi qua rồi kìa. Easy time luôn. Bây giờ cây 15 khác thì cây 10 đâu anh. Dễ rồi. Đều đàm rồi. Ui giời. Thời chiều. Ồ, ngon luôn. Đẹp luôn. Anh hát lấy Linh không này? Vua giáo sư tình yêu kìa. Vừa thấy chat cái gì. Vừa thấy khung.
hết crit kìa anh, ở đây shit luôn. À lấy crit hết mà. Ken Ken cuộn khung chat nên vừa thấy giáo sư tình yêu top 4 OCG top 5 ấy. À đó, chuyện bình thường anh. Đấy 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 đấy. Em là đấy, nhìn stream thẳng. Nhìn stream OCG này đấy. 500 lửa treo máu. Nào cái này. Everyone has to start. Nào canh vào đây, canh còn ai vào đây nào anh em. Mày thế đó. Vui thôi, vui quá lại. Mấy cái sạp thế hả? Anh hát đi theo anh hát còn game ấy hả? Nhưng mà mấy cái sạc này mà mình là 239 thì mình có lên đổi sang ấy không nhỉ? Đổi em sang 252 nhỉ? Ai có key không? Key em nó lại là cái key OP. Đi kia nhé.